Lời nói đầu tiên xin cho phép lộ thay mặt cho tất cả các thành viên xinh đẹp của Sài Gòn Đất Thờ gửi đến tất cả quý vị đang có mặt trong sân khấu C30 lời chào trân trọng nhất ạ. Do anh Hoàng Huy phụ trách quý vị nha, cũng sẽ là những người trao quà may mắn cho quý vị nếu quý vị may mắn được giải ở vòng loại đặc biệt hoặc là vòng loại trúng vàng đầu năm ha. Bây giờ cảm ơn anh Huy. Chị Khoan đã để Huy tâm sự với diễn giả. Sao vậy? Nhìn ông Thần Tài nó lạ lạ thôi quý vị. Điểm lạ nhất là nó thiếu cái miếng rau chỗ này. Chị biết sao không? Sao vậy? Hồi nãy làm ông Thần Tài á mà quên nút thuốc cái trái rau của chỗ này. Rồi vô vô. Em coi không nhìn cười chết. Chị giọng tiếp. Cái đó quý vị, và bây giờ dòng loại đầu tiên sẽ được phép ra bước phục vụ bà con của bác mình với tặng phẩm của loại đầu tiên là những cái tặng phẩm rất là đặc trưng của Sài Gòn Tân Thời trên cổ máy xoay quà tặng quý vị nếu mà quý vị mang trúng thưởng nha. Còn kim trùng thì mỗi người nhận giùm em con gấu nhỏ trước và sau đó chúng ta bóc banh để chọn ra những người may mắn nhất để quay quà. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thao tác đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay để quý vị có thể thấy cái trò chơi chơi nhân loto là một cái trò chơi vô cùng minh bạch và không có gian lận ở đây. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ kiểm lại tất cả những cái trái banh mà đã có mặt trên đồng cầu để chúng ta xem nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hai chuột chưa tới. Hai chuột 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Và 60 cuối cùng. Rồi, chúng ta sẽ có 60 trái banh trong lần cầu, tương ứng với 60 con số mà trên mỗi vé quý vị sẽ được nhận ở từ các bạn diễn viên, và mỗi vé chỉ có 10.000 đồng thôi cho một lần mở hàng quý vị nha. Cách chơi rất là đơn giản, khi bỗng đồng bắt đầu kêu con số nào, quý vị dùng tâm sẽ răng chọt vô con số tương ứng 4 con trên một hàng ngang là quý vị may mắn trúng giải. Và đừng chần chừ gì nữa, quý vị giơ tay thật nhanh chạy lên sân khấu 100 cái chuối 1 giờ để chúng ta nhận quà quý vị. Bé Như. Bé Như có đôi lời chào với tất cả quý vị khán giả đi. Như đó vậy, Bé Như mình là bạn Bé Như đúng không? Em tên là Bé Nhi. Bé Nhi. Em tên là Võ Thị Diễm Nhi nè. Em có thể 26 tháng 3 năm 1999 nè. Em chào quý vị khán giả nha. Em muốn mang cái bút vô cái dây thanh quản. Giọng phải chơi chứ gì vậy? Tại vì người ta con gái, ta phải nói chuyện vậy. Ai nói chuyện với mày với tao với đàn ông vậy? Ê, mà bán cái bút cho hồng coi á. Thấy người ta nói chuyện nữa kìa trời. Nó nói chuyện nhẹ nhàng. Thôi em cũng nhau nhẹ nhàng đi. Cũng được. Đi kìa sao. Okay, cảm ơn bé Nhi đã bên đây đã dành thời gian quý báu đến với Sài Gòn Tân Thời. Và cảm ơn em rất là nhiều nha. Bữa sau nhớ rủ bé Như với mẹ bé Như qua chơi nữa nha. Cho. Sao được mẹ? Để nó qua nó quýnh bà chứ không có gì. Vậy khi nào cô Nhi với Nhung với Bé Như có mặt cùng một lúc vậy Bé Nhi? À, xử lý đồ họa, giết tụi mình. Chừng nào chị làm sân khấu không có phong xanh á. Ờ, có phong xanh là có mời Bé Nhi, Bé Nhung, Bé Như. Đúng rồi. À, còn bây giờ là chị Bé Nhi thì không có cô Nhung, Bé Như. Mà có cô Nhung thì không có Bé Nhi, Bé Như. Mà có Bé Như thì không có cô Nhung, Bé Nhi. Chị giới thiệu là khó hơn hồi nãy luôn. Khó hiểu không? Rồi, để cảm ơn Bé Nhi nha. Rồi, cho chị gửi lời hỏi thăm cô Nhung với Bé Như ở nhà nha Bé Nhi. À, Bé Nhi khỏe nha. Là cô Nhung, cô Bé Như khỏe luôn nha. Ok, cảm ơn Bé Nhi. Xin mời mọi người.
rồi. Rồi, cái đứa gì mà bây giờ ai có biết một lời đầu tiên của phút đó mình sẽ có bắt đầu do số gì ơi. Cường quá. Mấy chị đang hay, mấy chị đang ngồi, mấy chị đang lấy. Nguyên đêm đó bà nội. Dạ. Rồi, ngay bây giờ cho mẹ xin cho số gì đây? Mấy gì đã số gì đã mấy gì đã mấy gì đã mấy gì đã mấy gì đã. Em đi đơn có đó một người đôi bờ đường đê. Em kiếm em đông quá chân chút chè, quá nhiều câu chè. Quê hương em ở ngoài thành sông nhà chân. Em qua mấy sông như mấy đèo, chủ đèo lên đường cao mấy. Số đầu tiên 55 mấy gì đây con số gì đây số gì đây số gì đây khối tiền ha. Dạ bán vé hả? Dạ ai đâu ạ? Anh chưa có vé đâu. Dạ anh trai chưa có vé luôn ạ. Ô Milan ơi, ô Milan ơi. Dạ rồi sao sao? Dạ ai đưa ô Milan chưa thối tiền luôn ạ. Rồi anh trai đó luôn. Rồi con bé ha. Nó sợ hụi đầu năm. Rồi anh ơi nhẹ. Rồi mà chạy dễ bên đây em. Rồi dễ bên đây luôn mình Lan ơi. Xuống gì đây, xuống gì đây, xuống gì đây.